Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, lúc 6 giờ chiều ngày 21 tháng 6 2012 tại phòng thu của đài truyền hình Việt Nam thuộc hệ thống website Kali Today, vài chục ký giả, đại diện một vài hội đồng đoàn thể đã đến tham dự một cuộc tranh luận giữa ban tổ chức buổi nói chuyện của cựu đại tá cộng sản Bùi Tính vào thứ bảy 23 tháng 6 tới đây tại thành phố San Jose và nhóm chống việc tổ chức buổi nói chuyện này. Có những cái chuyện tình cờ mình đã đến. Buổi sáng hôm thứ hai đó thì giáo sư Trương Bổng Tài gọi lại bên Radio Phố Đêm thuộc hệ thống truyền thông Kali Today để mua giờ để nói chuyện về cái buổi mà họ tổ chức cái cuộc nói chuyện trong Bùi Tính. Cái đề tài này rất là tế nhị cho chúng tôi không có nhận lời ngay mà chúng tôi cần chờ tham khảo với giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Dũng, người phụ trách cái mục mà chính trị và cộng đồng của hệ thống truyền thông Kali Today. Thì đến chiều đó, cái anh Trần Trung Chính, anh cũng ghé đến văn phòng, anh cũng đề nghị là tối nay anh sẽ lên trên Radio Phố Đêm để nói cái quan điểm là chống cái buổi nói chuyện này. Tôi có trao đổi với anh Trần Trung Chính thì tôi nói nếu mà hai bên gặp nhau trực tiếp để tranh luận thì đó là cái điều rất là hay. Thì anh Trần Trung Chính bảo là ô cái này hay lắm, làm đi. Thế thì chúng tôi nói mà anh Trung Tài cũng có gọi sáng lên như vậy, tôi bật speakerphone để ba bên nói chuyện lẫn nhau giữa cái Radio Phố Đêm, anh Trần Trung Chính và anh Trương Bổng Tài. Thì cuối cùng hai bên, bên tổ chức và bên chống bên tổ chức cũng đều đồng ý tranh luận. Thì chúng tôi làm công việc của một cái người truyền thông là tổ chức cái cuộc tranh luận cho hai bên. Trước cái buổi tranh luận được tổ chức vào 6 giờ chiều ngày thứ Năm 22 tháng 6, chúng tôi có gặp một số ký giả và chúng tôi có đặt một câu hỏi là nên hay không nên tổ chức cái buổi tranh luận giữa phe bên và chống sự xuất hiện của ông Bùi Tính. Cái câu trả lời dứt khoát của tôi là nên, và tôi đang hào hứng để được đến tham dự cái buổi tranh luận đó. Thì theo tôi thì cuộc tổ chức này là nên. Tự vì với cái nhìn của báo chí thì chúng ta nên tự do và chúng ta nên cho mọi người biết cái ý kiến của mình và chúng ta có thể trình bày để cho ban tổ chức cũng như là những người mà không đồng ý cái điều này họ có thể thảo luận với nhau. Tất cả chú ý, nghe. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Quốc ca Việt Nam. Này con dân ơi, bước lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sông. Vì tương lai của dân. Và sau đây là một phút tưởng niệm đến những vị anh hùng, tiền hiền, liệt nữ đã tạo nên đất nước Việt Nam. Một phút tưởng niệm đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Tưởng niệm đến các quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt những nhà dân chủ đang ngày đêm đấu tranh cho tự do dân chủ đã đi vào thiên thu. Một phút mặc niệm bắt đầu. Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị bóp miệng. Những người đấu tranh cho dân chủ ở tại Việt Nam đã bị ngục tù. Điều đó đối với tất cả mọi người chúng ta trong và ngoài nước không ai chấp nhận sự kiện đó. Chính vì không chấp nhận sự kiện đó cho nên mỗi chúng ta đã phải tìm đủ mọi cách để khôi phục lại tinh thần dân chủ cho Việt Nam. Trong tinh thần đó, mọi người, mọi khía cạnh, mọi tôn giáo, mọi đảng phái cũng như mọi thời đại chúng ta đều mong mỏi cho có một đất nước Việt Nam thật sự tự do và dân chủ trên quê hương Việt Nam. Ra tổ chức ông Bùi Tính hoàn toàn là khách quan. Đem ông Bùi Tính tới đây được cho quý vị chất vấn ông Bùi Tính. Đúng ra quý vị phải cảm ơn chúng tôi mới đúng. Chứ là sao quý vị cho chúng tôi? Bây giờ đó, đây là việc cầm thế đó. Anh là việc cầm. Bây giờ là phạm tịnh thiệt, phạm tịnh giả tôi chưa nói. Nhưng mà đó, bây giờ tới đó quý vị, tới đó chúng tôi tổ chức cho quý vị chất vấn. Đúng ra quý vị phải cảm ơn chúng tôi. Thưa quý vị, sông có khúc, người có lúc. Quý vị thử nghĩ xem, ngày đầu tiên chúng ta bước chân tới đất Mỹ và tới giờ phút này chúng ta khác nhau về số năm. Nhưng mà cái trạng thái thay đổi trong đầu óc chúng ta cũng thay đổi lần lần. Chúng ta càng tiến hóa hơn, chúng ta càng dễ thương hơn, chúng ta càng biết nhiều hơn. Thì cái phong thái sinh hoạt của người Việt hải ngoại chúng ta phải nâng cao lên để làm gương cho cái sinh hoạt của bên nhà rất là đầu trụy. Theo tôi biết, ông Bùi Tính
thay đổi từ từ và từ từ. Chúng ta cần phải theo dõi. Nếu chúng ta phê bình Bùi Tính 10 năm về trước, khác với 5 năm về trước, khác với 3 năm về trước, khác với 2 năm về trước. Tôi tưởng rằng quá những cái đau khổ đó, như là đã được Trần Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ những cái đau khổ của ông khi anh về lực Mỹ. Tôi tưởng rằng qua trải qua kinh nghiệm đó, các anh phải biết sợ Cộng sản tới mức mà xa lánh họ và triệt để đề phòng họ, vì chính họ còn không tin nhau, chính họ còn giết nhau, chính họ sẵn sàng đứng chào lá cờ, chính họ sẵn sàng làm chức trực quân đội Việt Nam, chính họ sẵn sàng làm tất cả nhiệm vụ trong chính quyền miền Nam để giết dân miền Nam, để triệt cho miền Nam. Và hiện nay chính họ đã huấn luyện bao nhiêu thành phần đã tiếp tục len lỏi ra hải ngoại bằng mọi phía, bằng tình thương, bằng nhân đạo, bằng văn nghệ, bằng giáo dục, kể cả tôn giáo, kể cả tôn giáo. Tôi có nhiều bạn thân, có người cháu nói rằng: chú ơi, cháu chán lắm, cháu tốt nghiệp trường công an rồi, chuyên ngành, ngành gì? Ngành linh mục, ngành mục làm thứ, lành ngành làm thầy sư. Và vì cái việc anh đó không thích, sau khi nhận công tác cũng biết là mình khó khăn quá, sẽ bỏ ngành đó và khai triển với người chú như vậy. Sau hơn 2 giờ tranh luận thật sôi nổi và phần đặt câu hỏi của một vài ký giả, buổi tranh luận chấm dứt lúc hơn 8 giờ tối cùng ngày. Đối với tôi, cái điều thành công là tạo được một cái sự tranh luận. Đầu thì hai bên nói chuyện đá những cầu thủ đá banh đá rất là hay, nhưng mà hiệp nhì về sau thì nó hơi đi xa, là có những cái tấn công cá nhân với nhau, cho nên nó làm cái vẻ hơi mất hòa khí cũng như là làm lạc đề. Và một cái điểm hơi đáng tiếc là cái người điều hợp chương trình đó, tôi cho đó là trọng tài trên sân cỏ, là anh Toan quyết định, trong khi mà mình phải có một cái sự sắc bén và linh động, lập tức là mình phải điều hợp người nào trả lời, người nào trả lời, thì để cho cái không khí đang tranh luận với nhau á thì nó hay hơn. Tôi rất là hài lòng và hãnh diện với thành phố San Jose, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi có một nhóm tổ chức và một nhóm khác bất đồng ý kiến, nhưng chúng tôi giải quyết bằng cách là trực tiếp trao đổi với nhau trước sự chứng kiến của giới báo chí và một số đồng bào. Đây có thể là cái điểm khởi đầu. Cái điều chúng tôi rất là hân hạnh, rất là sung sướng là tất cả chúng ta đã thể hiện và đã tổ chức được một sinh hoạt rất là quý báu, thể hiện tinh thần của dân chủ và tự do ngôn luận. Nơi đó các bên bất đồng ý kiến có quyền gặp gỡ, trao đổi một cách minh bạch, một cách xây dựng để cùng trùng trong cái tinh thần đóng góp cho cộng đồng. Vì thế những loại sinh hoạt như vậy rất là quý và tôi được hân hạnh tham gia một phần trong chương trình ngày hôm nay. Điều bất ngờ là trong buổi tranh luận này, chúng tôi được thông báo học khu Eastside đã hủy hợp đồng cho thuê chỗ, làm buổi nói chuyện cựu đại tá cộng sản Bùi Tính sẽ được dời đến thư viện Luther King cùng ngày giờ như cũ, tức thứ bảy 23 tháng 6 tới đây. Nghe Lữ tường trình từ San Jose.